Tiêu chí nào để giúp các chị ở độ tuổi trung niên có thể lựa chọn một cái loại kem chống nắng phù hợp? Với các chị ở độ tuổi này thì da của chúng ta có xu hướng là khô hơn, nên chúng ta sẽ ưu tiên những loại kem chống nắng mà có thêm thành phần dưỡng ẩm. Nó sẽ giúp da của chúng ta ẩm mượt hơn và hạn chế là khô bong tróc, vệt trắng khi chúng ta bôi. Thứ hai nữa, các chị cần phải ưu tiên những cái loại kem chống nắng phủ rộng, bởi vì những cái loại kem chống nắng phủ rộng nhiều màng lọc này nó sẽ giúp bảo vệ da của chúng ta tốt nhất và hạn chế hình thành nám, tàn nhang cũng như là đồi mồi trên bề mặt da. Và tiêu chí thứ ba là các chị nên ưu tiên những cái loại kem chống nắng mà giúp lên tông da, bởi vì thường ở độ tuổi này da của chúng ta gặp những cái vấn đề sắc tố như là nám, tàn nhang, đồi mồi hoặc là da không đều màu. Nhiều khi là chúng ta ngại trang điểm này, hoặc là chúng ta không có quá nhiều thời gian mà chỉ muốn tối giản thôi, thì các chị có thể ưu tiên những loại kem chống nắng mà nó giúp lên tông nhẹ nhàng, bởi vì kem chống nắng này nó sẽ giúp chị em mình che được những cái khuyết điểm ở trên bề mặt da, cũng như là lên tông nhẹ nhàng tự nhiên mà chị em mình không cần phải tốn quá nhiều thời gian để trang điểm. Chị em nào cần tư vấn thì hãy nhắn tin cho bác sĩ nha.